khi mà đi tiệc rồi mấy anh giới thiệu em đây để vô địch thế giới. Nó kêu gì? Tưởng gì mà vô địch hả? Ừ, vô địch thế giới Mây Thái đó. Thì mấy anh rất là ngạc nhiên kêu ghê vậy, tưởng gì chút ép gì mà vô địch Mây Thái thế giới. Xin chào độc giả thể thao.vn. Tôi là Hình Hào Hiếu, thành viên đội tuyển Mây Quốc gia Việt Nam. Ấn tượng của tôi về Hiếu đầu tiên khi biết đến bạn ấy là một cái tên khá là đặc biệt. Cái tên có đến 4 chữ H. Ai là người đã đặt tên cho Hiếu và tại sao mà Hiếu lại có cái tên khá là đặc biệt như thế? Ba em là họ Hình, mẹ họ Hà. Thì ba đặt cho em, nhà ba anh em đều là H hết rồi. Hình Hà Hữu Hiếu, Hình Hà Hữu Hiền. Chỉ có chị là Hình Hà Thị Hữu Hòa. Đọc không thì mọi người cũng tưởng nhầm em là nam không à. Nhưng mà khi đọc xong rồi nhìn có hỏi ủa tên này là nữ hả? Vậy thì Hiếu đã làm quen với Muay Thái, làm quen với võ thuật như thế nào? Và đây có phải là môn võ đầu tiên mà Hiếu tập luyện không? Dạ thì trước đây năm 2012 á, thì chị của em, chị cũng bà con thôi, về quê chơi. Trước đó là dẫn một đứa cháu em vào Sài Gòn học võ rồi. Thì lúc đó em nghe tới võ thì cũng thích. Xong thì mới xin chỉ. Thì chỉ cho vào. Vào thì bắt đầu tập cổ truyền trước. Em thi đấu cổ truyền cũng được 1 năm. Sau đó mới vào đội tuyển Mây Thái. Thì em tập đến giờ cũng 10 năm rồi. Cũng có chuyển qua tán thủ. Nhưng mà mình không có thích, vậy như tập nó không có, mình không có cảm thấy vui, không có cảm thấy thích thú cái môn đó. Nên là em xin chị chuyển về lại Mây Thái. Vậy thì hồi bé, Hiếu có thể chia sẻ Hiếu là một cô gái như thế nào? Dạ thì trước đây em rất là nhỏ con, cũng yếu lắm chứ cũng không hẳn là khỏe mạnh gì cả. Thì lúc mà em bắt đầu vào Sài Gòn là năm lớp 7 thì em có 32kg. Thì mới đầu chị cũng ngại, chị kêu trời tướng này quýnh hàng cân nhiêu giờ. Trong một năm đó chị nuôi thì chị bới với một tô cơm bự thiệt bự, ngồi ăn khi nào hết thôi. Thì trong một năm đó em lên cũng được 10kg. Thì lúc đó là Mây Thái là có hàng cân 45kg. Thì em mới tập chung rồi đấu. Ở quê thì em học chính quy và Sài Gòn thì em học buổi túc. Thời gian đầu thì em học buổi sáng là 5 giờ sáng là em dậy tập. Tập xong rồi tới giờ 6 rưỡi là em đi học. Thời gian đầu mà chưa quen thì vào lớp ngáp không. Ngáp xong rồi ngủ quá thì ngủ luôn. Ngủ gà, ngủ gật, rồi nằm bàn ngủ luôn. Ra chơi không muốn đi chơi luôn, muốn nằm bàn ngủ. Cái thành tích học tập của em thì cũng khá. Nên là thầy cô cũng chăm trước và thầy cô cũng biết là một phần là em theo thể thao. Nên là thầy cô cũng dạng như là chỉ khuyên rồi nói làm sao cân bằng được việc học và việc tập luyện. Nhìn Hiếu không giống vận động viên thể thao. Tôi thấy vận động viên Mây Thái thường là cái phần bắp tay này. Bắp tay phần này họ sẽ to chắc, nhưng của Hiếu thì lại không như thế. Đấy. Rất mảnh dẻ. Trong cái hạng cân 45 của em, em cũng là người nhỏ nhất luôn rồi. Nếu mà nhìn vào thì cũng chẳng ai biết là vận động viên thể thao. Cái bất lợi thì trước đây thì cái bàn chân của em nó bẹp, nó không có vỡm lên như mọi người, thì nó sẽ di chuyển chậm và một cái là sẽ hay bị lật cổ chân, lật miết luôn. Xong rồi mấy thầy biết thì mấy thầy mới chỉnh, mới tập thêm cái bộ trợ, nó cũng đỡ hơn một xíu. Nhưng mà vừa rồi tham gia giải thế giới á, thì trận đầu tiên em gặp bạn Thái thì em cũng bị lật, mình bị ngợp quá, mình bị mất kiểm soát á, thì mình không còn chủ động được nữa, nên là mình cứ làm theo tự nhiên á, thì mình không để ý thì bị lật cổ chân và tới bây giờ vẫn còn đau.
Nhưng mà cái giải lần đấy là Hiếu vẫn thi đấu rất tốt. Có huy chương. Mình làm cách nào để mình nén đau vào sân, lật cổ chân đến bây giờ vẫn đau mà vẫn thi đấu tốt được như thế? Trước đây em lật cổ chân thì nó bị đau ở vùng cổ chân. Nhưng mà hôm đó thì em bị lật quá, cái biên độ. Nhưng mà cái cổ chân của em thì nó lại dẻo, nó lại bật về được. Nó không đau cái cổ chân mà nó lại đau cái ngón chân. Lúc mà đánh xong thì em mới cảm giác là nó bị đau. Thì em về em chườm đá. Ở dưới thì mình biết là đau, nhưng mà lên đài thì cái tinh thần thi đấu của mình đó, mình không còn cảm giác gì nữa. Lên là chỉ biết đánh thôi, chứ còn lúc đó đau là hết biết luôn. Với Âu Hiếu hay gặp cái chấn thương nào đấy nó khác trong khi thi đấu không? Trước đây thì em có bị đau cột sống. Là mình bị khuyết tật từ nhỏ, mình không biết trượt cái cột sống về trước á. Nhỏ, kiểu nhỏ thì mình không có vận động nặng nên là mình không có cảm giác đau, không biết gì. Nên là sau này tập những bài mà kéo lốp xe hay gì đó thì về em mới có cảm giác là mình bị đau. Nhưng bây giờ thì em tập những bài hỗ trợ cho vùng cơ lưng, cơ bụng thì nó sẽ giữ lại được cái cột sống của em, thì bây giờ nó cũng đỡ đi nhiều. Mình không được như mọi người thì mình phải cố gắng tập luyện nhiều hơn và mình phải tập đúng bài. Không tập nhiều ở đây không phải là một ngày tập bóng cử, mà mình phải tập đúng bài, đúng những cái mà mình cần, mình thiếu. Ví dụ như em đau lưng thì tập vùng cơ lưng, cơ bụng để nó giữ lại cột sống của em. Mình bị hay bị lật cổ chân thì mình tập những bài bổ trợ cổ chân để cho nó gân cơ nó phát triển, thì nó sẽ đỡ phần nào giảm cái chấn thương nó đi. Một vài huấn luyện viên về Muay Thái võ thuật cũng nhận xét là Hiếu là một huấn luyện viên thi đấu đánh rất là thông minh. Bản thân em là lối đánh di chuyển chứ mình không có đôi công nhiều. Tại hai đứa thủ mà đứng lại quấn cự ly gần với nhau, quấn qua đánh lại thì cái va chạm nó rất là cao, cái chấn thương nó cũng cao. Còn mình chọn lối đánh di chuyển ra vô hợp lý thì nó cũng giảm đi một phần. Lối đánh tụng di chuyển có thể gọi là thông minh như thế của Hiếu đã gây ức chế đối thủ chưa? Gây ức chế mức mà đối thủ chơi xấu mình ngay trên sàn đấu, rồi thậm chí đánh kín không để động tài nhìn thấy. Bạn có hay gặp những trường hợp như thế không? Dạ, thì trường hợp đó thì em cũng mới gặp gần đây thôi, là trận chung kết gặp đối thủ người Nga. Hiệp 1 thì hai bên đánh rất là bình thường, nhưng mà qua hiệp 2 vậy như bạn không đánh được em nữa. Bạn quạo, bạn tức, bạn quay trở lật, nhưng mà lúc mà trọng tài can ra rồi thì bạn vẫn muốn quay hai ba cái liên tục. Và bản thân em thì cũng không có trách móc hay là không có ghim vú gì bạn hết, mà để mà tấn công dồn dập hay là chơi xấu lại. Trong thi đấu thì em rất là tôn trọng đối thủ của mình, không có những động tác mà khiêu khích quất quất hay là kêu đá đùi đá mặt gì. Em rất là tôn trọng đối thủ của mình. Ngoài sân thi đấu, ngoài sàn đấu tập thì bạn là người như thế nào? Và cái ví dụ cái thời gian biểu của một cô gái Hữu Hiếu bình thường là nó sẽ như thế nào? Có thể lên đài mọi người nhìn mình rất là hung hăng, nhưng mà ngoài đời thì em cũng là một con người khá ít nói. Nhưng mà nếu mà thân rồi thì em cũng nói chuyện rất là nhiều, rất là vui vẻ. Bản thân em thì em thích mặc đồ thoải mái, cũng có một vài cái quần bò để khi mà đi tiệc hay là gì đó thôi, chứ còn váy đầm thì ví dụ đi đám cưới thì lâu lâu em cũng có mặc, nhưng mà rất là ít. Thì khi mà mình ra ngoài mình giới thiệu mình là võ sĩ, đã bao giờ mọi người ngạc nhiên chưa? Khi mà đi tiệc rồi mấy anh giới thiệu em đây để vô địch thế giới, nó kêu gì? Tưởng như mà vô địch ra, vô địch thế giới Muay Thái đó. Thì mấy anh rất là ngạc nhiên kêu ghê vậy, tướng gì chút ép vậy mà vô địch Muay Thái thế giới. Thì bản thân em thì cũng ngồi cười rồi gật gật dạ dạ thôi, chứ em không muốn khoe khoang mình được cái này được kia.
con gái theo phẫu thuật thì sẽ gian khổ, gặp chấn thương, như ba mẹ hay nói là khó lấy chồng. Yeah. Còn bố mẹ, có ba mẹ có hay nói như thế không? À, trước đây thì lúc mà em xin vào Sài Gòn học võ thì còn nhỏ, là điều đầu tiên là ba em không cho đi, là tại vì ba nghĩ còn nhỏ là không đi, không cho. Thì em mới xin ba, mới năn nỉ ba. Thì chị đứng ra đảm bảo, thì cuối cùng thì ba cũng cho. Sau một thời gian tập thì ba mẹ thấy cực quá thì kêu thôi, có mệt quá thì về nha con, đừng có cố. Thì em cũng nói thôi mẹ cứ yên tâm, con thích, con đam mê thì con làm được. Thì trước đây á, mẹ không biết xài điện thoại thì mẹ không có coi em quýnh. Xong rồi cái ở nhà mấy anh chị dòng họ rồi á, cái biết mở lên kêu, thì kêu mẹ em lại coi Hiếu nó đánh nè. Thì mẹ thôi thôi tao không coi đâu, không coi đâu, khi nào thắng mới coi, chứ còn thua cái gì là mẹ không có coi. Hồi đó em thi đấu thì có bị tét mí mắt ở đây, thì nó tím tím trong tròng mắt luôn. Thì lúc mà báo cho mẹ anh thắng rồi, mặc dù là em thắng nhưng mà em bị chấn thương đó, thì mẹ gọi điện cứ để nửa bên nửa bên mặt. Cái mẹ hỏi sao hôm nay gọi điện để nửa bên, cứ vậy có gì đâu, làm này làm kia vậy thì thấy nửa bên vậy. Cái mẹ kia đâu quay nguyên mặt mẹ coi, thì quay nguyên mặt mẹ thấy, mẹ hỏi, mẹ cũng xót. Mẹ cũng lớn tuổi rồi nên là em cũng không để mẹ phải lo cho mình nhiều. Cái gì mình tự lo được cho bản thân mình thì mình làm. Vậy thì Hiếu đã bao giờ mường tượng nghĩ tương lai 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa mình sẽ làm gì, mình trở thành người như thế nào chưa? Con đường đi theo võ thì nó chắc chắn cũng sẽ hạn chế. Sau này không còn theo tập luyện, thi đấu nữa thì em nghĩ mình sẽ chuyển qua con đường huấn luyện. Và sẽ sống ở thành phố. Võ thuật bây giờ với em nó cũng là một cái nghề. Cái nghề để mà em có lương hàng tháng, có thể phụ giúp gia đình, lo cho bản thân mình, học hành, ăn uống. Còn em không dám nghĩ tới nếu mà không có đi theo thể thao thì chắc bây giờ em cũng chả biết em làm cái gì nữa. Nếu mà ở quê thì chắc cũng có thể là học tới 12 là hết rồi. Đâu biết được đâu anh. Nhưng mà vào đây mình tập luyện, mình có kinh phí thì mình lo được cho việc học của mình. Tới đâu thì mình sẽ học tới đó. Không biết sao chứ mọi người nhận định về em thì rất là già với so với cái tuổi của mình. Cũng cảm thấy mình rất suy nghĩ rất là nhiều. Thì em phải nghĩ là mình phải cố gắng, mình tập luyện để mình đạt được cái thành tích đó vậy. Thì mình mới có thể lo cho gia đình. Vậy thì phẫu thuật như thế và con đường bạn chọn suốt 10 năm qua đã lấy đi của bạn những gì? Mình bỏ thời gian nhiều vào nó thôi. Nhưng mà cái mình nhận được nó lại nhiều hơn những cái mình bỏ ra. Tại sao mình không làm? Nếu mà không có võ thì chắc chắn gì thanh xuân của em được như bây giờ, biết đâu lang bang ngoài đường. Nếu mà để dành 3 từ để nói về bản thân mình thì Hiếu sẽ dùng 3 từ. 3 từ như thế nào? 3 tính từ. Tinh thần, cố gắng là đầu tiên. Nếu mà những người lạ mà gặp em á, thì em thấy em rất là khó gần. Nhưng mà thật sự em rất là gần gũi, vui vẻ. Thứ ba là gì em không biết nữa. Chắc là nghiêm túc chứ. Nỗ lực, dễ gần và nghiêm túc. Đó là 3 tính từ về Quỳnh Hà Hữu Hiếu, vận động viên Muay Thái Việt Nam. Cảm ơn Hiếu vì đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Chúc bạn sức khỏe và dành nhiều thành công trong thời gian tới. Cảm ơn. Xin chào độc giả thể thao.vn. Tôi là Nguyễn Trần Duy Nhất, vận động viên đội tuyển quốc gia Moi Việt Nam.